dẫu bạn có từng là người được họ nhớ thương. Điều đau lòng nhất trên thế gian này không phải là bạn yêu nhầm người không yêu mình, mà là người mà bạn ngỡ rằng mình rất quan trọng đối với họ, thì đến một lúc nào đó bỗng bạn phát hiện ra rằng thật ra là trong trái tim họ, bạn cũng chỉ là một người bình thường như bao nhiêu người bình thường khác mà thôi. Đã từ rất lâu rồi tôi và anh không nói chuyện, không gọi điện thoại, cũng chẳng nhắn tin cho nhau. Cả hai cứ như vậy mà im lặng, rồi từ từ bước ra khỏi cuộc sống của nhau, không hề nói lời chia tay, không hề nói câu ly biệt. Từ trước đến giờ, bản thân cứ luôn tự lừa dối chính mình rằng anh rất bận, bận nên không có thời gian để gọi điện cho tôi, bận đến nỗi cũng không thể nhắn được cho tôi một tin nhắn nào. Nhưng khi bản thân bắt đầu hiểu ra vấn đề, chấp nhận sự thật, thì cũng là lúc tôi quyết định phải buông bỏ. Hóa ra khoảng thời gian tôi dằn vặt, buồn phiền vì anh, thì anh lại vui vẻ như chẳng có chuyện gì với người khác. Hóa ra chẳng có ai bận rộn cả, chỉ là bạn có thực sự quan trọng đối với họ hay không mà thôi. Hóa ra khi tình cảm nhạt dần, dẫu bạn có từng là người được họ nhớ thương, lưu luyến, giờ cũng chẳng còn là gì với họ nữa.